có mức ngon hay ngơ là phải đánh đổi sự nguy hiểm như này các bạn. Phải coi sóng, khi mà sóng nó vào là lâm chạy lên. Trời sóng lắm nhưng mà mức thì em rất ngon. Nói chung là mình đi đêm sáng 6 giờ mình đi lát mình về để có kịp mức nữa bán đó. Mức thì em giới thiệu các chị mức đó, các chị xem đó, sóng rửa rất gỡ, rửa rất nhiều. Các chú chị cùng theo con nhé, để con đỡ đi mình trải nghiệm và đi mình xem cách đổ mức của ngư dân như thế nào, nguy hiểm ra sao, và mức là đặc biệt là đây cấp bổ nha. Nó tới mùa chỉ lên một tháng 11 là nó mới mọc, mọc thì tầm khoảng tháng là hết rồi. Thì theo trời nữa, sống thì nó mọc thôi, còn im mà nó cũng mọc thôi nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo con nha. Có mức ngon hay ngơ là phải đánh đổi sự nguy hiểm như này các bạn. Phải coi sóng, khi mà sóng nó vào là lâm chạy lên đó, thấy không đó, rất là nguy hiểm. Sóng mưu sinh cái này là phải trong quen. Phải lùa lũ, anh có lùa xuống mà phải chạy, nhưng mà không là nó kéo xuống là rất là nguy hiểm.
trơn lắm nha các bạn. Đây khi mà sóng nó lên đó là nó có những cái mức này nè, lúc nó rút xuống là mình lên được chậu để về mình ăn. Tay thì kẹo nhưng mà mít thì phải mình phải chú ý sống, rất là nguy hiểm. Đó cái nhà thấy không? Chóng lắm nha cả nhà, chóng lắm. Mức này bây giờ em gỡ được một xíu à, chóng quá đấy mọi người. Xem này, mức này chung thì hôm nay nó hơi êm á, em với nó ít lạnh, là ít lạnh á, nếu lạnh nhiều là nó sẽ ra bức nhiều, mà nếu cho nó êm quá nó ra bức ít quá. Rồi giờ mình đi thích điểm khác nha cả nhà. Thành ra bữa nay nha cả nhà, mức này thành bão bữa nay nè, bão bữa nay nè, như đây tầm khoảng chắc cũng 3 kg 3-4 kg nữa. Mọi người yêu thích video cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha. Bye bye cả nhà.